sinh năm 2005, em ở Bắc Giang ạ. Hiện tại em đang học ở Hà Nội ạ. Dạ, em nghiến răng được hơn 2 năm ạ. Em kiểu như là cười không được đều. Nó không được đẹp ạ. Dạ, em muốn cải thiện hết ạ. Em muốn cười đẹp hơn. Em muốn ăn uống một cách dễ dàng hơn. Kiểu mình sẽ tự tin ở ngoài khi mình bung nụ cười của mình ra. Cải thiện rất rõ luôn ạ. Ý là trước thì mặt em kiểu bị lệch ý, còn bây giờ thì nó sẽ đỡ lệch hơn nhiều. Có chứ ạ. Thời gian đầu thì kiểu ăn uống không được quen. Với cả hay đau về đêm ấy ạ. Thì nó gây rất là khó khăn về việc ăn uống các thứ. Trước em ăn rất là nhiều, bây giờ kiểu từ khi em nghiến răng em sẽ ăn ít đi một chút. Ý là em sẽ thích hợp việc giảm cân. Nhưng người khác thì sẽ kiểu bị tự ti ạ, còn em thì tự tin lắm. Em cũng không... em nói chuyện các thứ cũng cười. Về đêm đau em sẽ đi ngủ. Và còn nếu mà đau quá em sẽ uống thuốc giảm đau. Các bạn cứ đi nhớ đi, bởi vì kiểu gì cũng... bởi vì cái gì nhỉ? Mình khuyên là các bạn nên đi nhiều, bởi vì nhiều sẽ giúp rất là nhiều thứ. Ví dụ như là cải thiện về khuôn mặt thì mình sẽ tự tin hơn trong giao tiếp các thứ, mọi thứ. Khi mà mình có một bộ răng đẹp thì các cụ cũng bảo là cái răng, cái tóc lốc là gốc con người. Thì khi mà mình cười lên ấy, mình sẽ... Dạ, bác sĩ thấy rất là nhiệt tình. Dạ, cũng khi mà các bạn làm, bác sĩ sẽ khuyên các bạn nên làm gì và không nên làm gì. Cơ sở đấy thì số 1 luôn, số 1 Bắc Giang hoặc là số 1 đấy. Nhưng mà rất là tốt ạ, hiện đại ạ.